Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần cuối cùng bài số 1 dãy số. Bây giờ chúng ta tiếp tục khám phá dãy số. Ba lớn là dãy số tăng và dãy số giảm. Chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào là một dãy số tăng, dãy số giảm. Thì trước hết các em biết rằng là dãy số là một hàm số với đối số là số tự nhiên. Cho nên dãy số tăng cũng giống như hàm số tăng. Tức là khi n tăng thì un tăng thì gọi là hàm số tăng, tức là dãy số tăng. Mà khi n tăng mà un giảm thì gọi là hàm số giảm, hay nói cách khác là dãy số giảm. Thế để tìm hiểu vấn đề này thì chúng ta sẽ xét cái bài tập số 4 để chúng ta tìm hiểu kiến thức mới. Cho dãy số un, viết như thế này có nghĩa là dãy vô hạn các em này. Với un bằng n bình phương, tính un cộng 1, từ đó hãy so sánh un cộng 1 và un với mọi n thuộc n sao. Tính un cộng 1 có nghĩa là chúng ta thay n này bởi n cộng 1, thì khi đó un cộng 1 sẽ bằng n cộng 1 tất cả bình phương. Chỗ này thầy sẽ viết gộp luôn các em nha. Bây giờ chúng ta đi trình bày. Bây giờ chúng ta xét ký hiệu un cộng 1 trừ un. Thầy tính un cộng 1 luôn ở trong này. Un cộng 1 thầy nhắc lại là chúng ta thể n bởi n cộng 1 ở trong công thức un này. Thì khi đó un cộng 1 nó sẽ bằng n cộng 1 tất cả bình phương trừ un, tức là trừ lại n bình phương. Như vậy là un cộng 1 thì bằng n cộng 1 tất cả bình phương. Thì tính gộp các em nhé. Thì tính gộp vào đây luôn. Từ đó hãy so sánh un cộng 1 và un, thì muốn so sánh thì thầy đi xét ký hiệu giữa un cộng 1 và un, thì nó sẽ bằng là n cộng 1 tất cả bình phương trừ cho n bình phương. Nếu như cái hiệu này mà dương thì un cộng 1 lớn hơn un, mà nếu âm thì un cộng 1 sẽ bé hơn un. Bây giờ chúng ta bình phương để chúng ta biến đổi này. N cộng 1 tất cả bình phương thì bằng n bình phương cộng 2n cộng 1. N bình phương trừ n bình phương là triệt tiêu, còn lại là 2n cộng với 1. Thì chúng ta kết quả, chúng ta được kết quả là 2n cộng 1. Mà 2n cộng 1 sẽ dương với mọi n thuộc n sao? Đúng không? Vì n lấy các giá trị từ 1, 2, 3, 4 vân vân. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra điều gì? Chúng ta suy ra là un cộng 1 sẽ lớn hơn un, bởi vì khi đó chúng ta chuyển trừ un sang về phải thì chúng ta được un cộng 1 sẽ lớn hơn un với mọi n thuộc n sao. Thì bây giờ các em để ý cho thầy, nói về đối số thì n cộng 1 sẽ lớn hơn n, thì cái giá trị của hàm số, tức là cái dãy số mà có số hàng un cộng 1 lớn hơn un với mọi n thuộc n sao. Như vậy đứng về hàm số thì chúng ta thấy là đối số tăng mà giá trị tương ứng cũng tăng, thì cái hàm số này người ta gọi là hàm số tăng. Thì đối với dãy số thì chúng ta hiểu là n cộng 1 lớn hơn n mà kéo theo un cộng 1 lớn hơn un, tức là cái chiều của n cộng 1 lớn hơn n các em này, nó cùng chiều với un cộng 1 lớn hơn un, thì cái dãy số như thế này người ta gọi là dãy số tăng. Ta nói dãy số un bằng n bình phương là dãy số tăng. Tức là nếu chúng ta thể n bởi những số tự nhiên càng lớn thì n bình phương nó càng lớn, đúng không? Cho nên cái dãy số này nó tăng. Bây giờ thầy xét cách thứ hai các em này. Thầy xét thương. Trước khi xét thương thì thầy mới thấy điều này. Vì un bằng n bình phương luôn luôn dương với mọi n thuộc n sao. Vì giá trị nhỏ nhất của un chỉ là bằng 1 bình phương là bằng 1 được em. Trong cái dãy số đó thì 1 là cái giá trị nhỏ nhất của dãy. Thì khi đó thầy ghi xét cái thương là un cộng 1 trên un. Thì chúng ta thể un cộng 1 bởi n cộng 1 tất cả bình phương mà trên un, tức là trên n bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ bình phương tử, sau đó chúng ta chia cho mẫu.
bằng tiếp bình phương tử là n bình phương cộng với 2n cộng 1 của mẫu chúng ta viết lại n bình phương. Bây giờ muốn chia một tổng cho một biểu thức thì chúng ta chia từng hàng tử của tổng cho biểu thức đó. Thì chúng ta sẽ chia như sau. N bình phương chia n bình phương được bằng 1 này. Hạ cộng tiếp này, 2n chia n bình phương là cộng với 2 trên n cộng với 1 trên n bình phương. Các em để ý cho thầy là 2 trên n là dương, 1 trên n bình phương cũng dương, mà cộng thêm 1 thì chắc chắn là lớn 1 đúng không? Lớn 1 với mọi n thuộc n sao? Vì cái dãy số này luôn luôn dương, cho nên chúng ta sẽ có một cái bất đẳng thức, đó là un cộng 1 trên un lớn 1. Mà vì với un dương với mọi n, cho nên các em nhân hai về với un là một số dương thì được một bất đẳng thức cùng chiều. Từ đây chúng ta suy ra là un cộng 1 sẽ lớn hơn un với mọi n thuộc n sao. Như vậy thì từ đây chúng ta cũng kết luận là un là một dãy tăng, tăng ghép cũng là một dãy tăng. Thì có hai cách để chúng ta biến đổi như vậy. Như vậy là khi nào mà xét hiệu, xét hiệu thì chúng ta có thể xét bất kỳ một cái dãy số nào. Nhưng mà khi xét thương thì các em lưu ý rằng là cái dãy số đó phải lấy cái dãy số gồm tất cả các cái số hàng của dãy phải lớn hơn không thì chúng ta mới xét thương được. Vì sao như vậy? Là bởi vì nếu các số hàng của dãy dương thì chúng ta nhân hai vế về một số dương thì chúng ta được một bất đẳng thức cùng chiều, thì chúng ta mới có un cộng 1 trên un lớn hơn 1. Thì khi đó chúng ta nhân lại thì chúng ta mới được là un cộng 1 lớn hơn un. Còn nếu mà un mà vừa dương vừa âm thì cái phép tính này không đúng các em nhé. Các em lưu ý thấy điều đó. Vậy thì từ đây chúng ta hiểu một cái dãy số tăng là như thế, thì một dãy số giảm chúng ta cũng hiểu tương tự như thế. Bây giờ chúng ta thấy này, kiến thức cơ bản này, dãy số un được gọi là dãy số tăng nếu như un cộng 1 lớn hơn un với mọi n thuộc n sao. Và dãy số un được gọi là dãy số giảm nếu un cộng 1 nhỏ hơn un với mọi n thuộc n sao. Tức là dãy số tăng thì số hàng sau lớn hơn số hàng đứng trước kê với nó, mà dãy số giảm tức là số hàng đứng sau sẽ nhỏ hơn cái số hàng đứng trước kê với nó. Thì dãy số như vậy người ta gọi là dãy số tăng giảm. Như vậy là các em hiểu được cái dãy số tăng giảm đấy phải không? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Thầy hướng dẫn các em mà sử dụng phương pháp thương như sau này. Nếu dãy un dương với mọi n thuộc n sao, và nếu un cộng 1 trên un lớn 1 với mọi n thuộc n sao, thì chúng ta kết luận là dãy un là dãy số tăng. Hoặc là un cộng 1 trên un mà nhỏ hơn 1 với mọi n thuộc n sao, dĩ nhiên cũng phải thỏa điều kiện là un dương, thì ta kết luận là cái dãy số un này là dãy số giảm. Các em vận dụng kiến thức này để chúng ta làm bài tập. Chúng ta có thể xét thương hoặc xét hiệu nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ sau đây. Chứng minh rằng dãy số vn với vn bằng 1 trên 3 mũ n là dãy số giảm. Thì bây giờ cái bài này thì thầy sẽ xét hiểu cũng được, sẽ thương cũng được. Thầy sẽ thương đi, bởi vì thầy thấy vn sẽ bằng 1 trên 3 mũ n là nó luôn luôn dương với mọi n thuộc n sao, cho nên thầy thì sẽ thương. Đầu tiên thầy phải lập luận là vì vn là bằng 1 trên 3 mũ n dương với mọi n thuộc n sao, cho nên thầy thì sẽ thương vn cộng 1 trên vn. Vn cộng 1 thì các em thế n lấy bởi n cộng 1 thì các em được 1 trên 3 mũ n cộng 1 rồi chia cho vn, tức là chia cho 1 trên 3 mũ n. Muốn chia hai phân thức cho nhau thì chúng ta lấy phân thức tử nhân với phân thức nghịch đảo của mẫu bằng tiếp bằng 3 mũ n chia cho 3 mũ n cộng 1. 3 mũ n cộng 1 chúng ta tách ra thành 3 mũ n nhân với 3 thì kết quả là 3 mũ n trên 3 mũ n nhân với 3 thì kết quả nó bằng 1 phần 3 phải không? Mà 1 phần 3 thì chắc chắn nhỏ hơn 1 rồi. Với mọi n thuộc n sao?
Như vậy thì từ đây chúng ta kết luận dãy số này là dãy số gì các nhá? Dãy số này là dãy số giảm. Về cái dãy số VN là dãy số giảm. Mà các em để ý cho thêm một tí này, là chúng ta cũng có thể biết được trong một cái phân thức dương hoặc âm, mà trong trường hợp này thầy nói dương nha các em, nếu mẫu số mà càng tăng thì cái giá trị của phân thức đó càng giảm, tức là dãy này là dãy giảm. Vì khi cho N các giá trị tăng dần thì 3 mũ N này tăng dần thì 1 trên 3 mũ N nó giảm dần, cho nên dãy số đó người ta gọi là dãy số giảm. Tiếp tục bài học, chúng ta sang một cái phần chú ý như sau. Chú ý như sau này. Không phải mọi dãy số đều là dãy số tăng hay là dãy số giảm. Chẳng hạn như dãy số UN mà với công thức tổng quát là UN bằng trừ 1 mũ N, thì các em thấy là nếu N mà số chẵn thì kết quả UN bằng 1, mà N là số lẻ thì UN này bằng âm 1. Như vậy là nó cứ có giá trị đầu tiên là âm 1 rồi đến 1 rồi âm 1 đến 1 rồi âm 1, tức là dãy số này không phải là dãy số tăng cũng không phải là dãy số giảm. Như vậy thì có những dãy số tăng, có những dãy số giảm, có những dãy số không tăng cũng không giảm. Đó là điều các em cần chú ý. Bây giờ chúng ta sang cái kiến thức thứ tư để khám phá dãy số, đó là dãy số bị chặn. Ví dụ như mình nói như thế này là dãy số bị chặn các em này. Tuổi thọ của một con người chắc chắn là sẽ bị chặn trên bởi một cái số. Số đó là cái số mà năm mà người đó mất, đúng không? Vậy dĩ nhiên số chặn dưới là số 0 rồi, đúng không? Số chặn dưới là số 0. Như vậy nói về dãy số về tuổi của con người thì nó bị chặn bởi hai cái số, đó là số 0 và cái số 5 tuổi mà người đó mất, thì chúng ta có cái dãy số như vậy, người gọi là dãy số bị chặn. Cái mê giống như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu kiến thức mới thông qua cái bài tập để tìm hiểu kiến thức mới thứ năm như sau. Cho dãy số UN với UN bằng 1 cộng với 1 trên N, khẳng định UN bé hơn hoặc bằng 2 với mọi N thuộc N sau, có đúng không? Người ta hỏi khẳng định này có đúng không, có nghĩa là kém đi chứng minh nữa các em, để biết nó đúng hay sai. Thì bây giờ để làm bài này thì chúng ta làm như sau. Trước hết chúng ta xét là 1 trên N, mà N là thuộc số tự nhiên, cho nên 1 trên N chắc chắn lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, đúng không? Với N bằng 1 thì nó có thể bằng 1 các em. Chỗ này có dấu bằng các em này. Vì N bằng 1 thì nó sẽ bằng 1, và đó là cái giá trị lớn nhất của 1 trên N. Thì bây giờ các em cộng cả 3 vế của cái bất đẳng thức này với 1 thì chúng ta được bất đẳng thức cùng chiều. Thì cộng 3 vế với 1, 0 cộng 1 nhỏ hơn 1 cộng với 1 trên N nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng với 1 với mọi N thuộc N sau. Như vậy là chúng ta được hai cái bất đẳng thức cùng chiều như vậy. Từ đó chúng ta thấy UN là giữa này các em, UN thì nhỏ hơn bằng 2, đúng không? Từ đây ta thấy UN bé hơn hoặc bằng 2, lớn bằng 1. Lớn hơn 1 với mọi N thuộc N sau. Thì như vậy cái khẳng định UN nhỏ hơn hoặc bằng 2 là một khẳng định đúng. Vậy từ đây chúng ta phải là khẳng định. Vậy cái khẳng định trên này đúng này, UN nhỏ hơn bằng 2 là đúng. Thì bây giờ đây có 3 cái phần mà chúng ta cần quan tâm một tí về cái khái niệm một tí này. Nếu thầy chỉ nói rằng UN bé hơn hoặc bằng 2 thôi, với mọi N thuộc N sao, thì khi đó người ta nói là cái dãy UN là dãy số bị chặn trên bởi số 2, và số 2 gọi là số chặn trên. Nếu chúng ta xét là UN lớn 1 với mọi N thuộc N sao, tức là từ đây các em này, thì ta nói rằng cái dãy này là dãy bị chặn dưới, và số chặn dưới là chính là số 1.
tôi là dạy UN là dạy số bì chẵn dưới bởi số 1 và số 1 gọi là số chẵn dưới. Bây giờ chúng ta nói cả hai bất đẳng thức này xảy ra cùng một lúc. Tức là UN nhỏ hơn 1, lớn 1 và nhỏ hơn bằng 2. Lớn 1, nhỏ hơn bằng 2. Với mỗi N thuộc N sao? Thì ta nói cái dãy UN này là dãy số bì chẵn, tức là vừa chẵn trên vừa chẵn dưới gọi là dãy bì chẵn. Như vậy thì qua cái bài này thì chúng ta đã hiểu được một phần nào cái khái niệm dãy số bì chẵn, dãy số bì chẵn trên, dãy số bì chẵn dưới. Vậy chúng ta sang cái kiến thức cơ bản mà vừa rồi chúng ta đã xét qua cái ví dụ này. Kiến thức trọng tâm như sau: dãy số UN được gọi là bì chẵn trên nếu tồn tại số M lớn sao cho UN nhỏ hơn hoặc bằng M với mọi N thuộc N sao. Giống như số này là số 2 lúc nãy đó. Dãy số UN được gọi là dãy số chẵn dưới nếu tồn tại số M nhỏ sao cho UN lớn hơn hoặc bằng M nhỏ với mọi N thuộc N sao. Số M nhỏ lúc này là số 1 đó. Và nếu dãy số N được gọi là dãy số bì chẵn, nếu nó vừa bì chẵn trên vừa bì chẵn dưới, tức là tồn tại các số M nhỏ với M lớn để cho UN lớn hơn hoặc bằng M nhỏ, nhỏ hơn hoặc bằng M lớn với mọi N thuộc N sao, thì dãy như thế người ta gọi là dãy bì chẵn. Bì chẵn tức là vừa chẵn trên và vừa chẵn dưới. Như vậy thì muốn xác định một cái dãy bì chẵn thì các em phải tìm số chẵn trên và số chẵn dưới, đúng không? Mà muốn tìm như vậy thì các em phải sử dụng các cái tính chất của bất đẳng thức số đơn giản để các em làm. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài toán thứ 5 thực hành chứng minh dãy số UN với UN sẽ bằng N bình phương cộng 1 trên 2N bình phương cộng 4 là bì chẵn. Để như thế này thì chúng ta không biết nó bị chằn, đúng không? Cho nên chúng ta phải phân tích để làm. Các em theo dõi thì làm. Trước hết thầy xét cái dãy số UN thì bằng N bình phương cộng 1 trên 2N bình phương cộng 14. Các em để ý thầy biến đổi tí nha. Thầy biến đổi như sau này. Bằng tiếp N bình phương cộng 1. Dưới này thầy đặt 2. Nhân tử chung thì N thừa số cho N bình phương cộng 12. Viết tiếp bằng tiếp này. Thầy thấy là dưới mẫu có N bình phương cộng 2 cho nên ở trên tử thì thêm 1 và bớt 1. Thêm 1 để làm gì? Thêm 1 để có N bình phương cộng 2 giống như một nhân tử ở mẫu. Trừ đi 1 để kết quả là 2 trừ 1 thì bằng 1. Như vậy không có gì thay đổi. Bây giờ thầy sẽ chia từng cái hàng tử ở tử cho mẫu. Thì nó sẽ bằng hàng tử thứ nhất này mà chia cho 2N bình phương cộng 2 thì bằng 1 phần 2 này, để trừ cho 1 và chia cho cái mẫu, đúng không? Các em thấy này, 1 trên 2 thừa số cho N bình phương cộng 2 là số dương, mà 1 phần 2 mà trừ cho số dương thì chắc chắn cái số này nhỏ hơn 1 phần 2, đúng không? Không bao giờ nó bằng 1 phần 2 cả, bởi vì cái số 1 trên 2 N bình phương mà cộng với 2 lớn nhất nữa. Khi em các em thấy N này bằng 1 thì các em được 1 cộng với 2 là 3, 3 cộng nhân với 2 là 6. Cái số lớn nhất của cái số 1 trên 2 N bình phương của 2 là 1 phần 6. Vậy thì số 1 phần 2 mà trừ cho một số dương thì chắc chắn nhỏ hơn 1 phần 2, đúng không? Với mọi N thuộc là sao? Vậy các em tìm được cái số 1 phần 2 là cái số chẵn trên này, mà mọi số hàng của dãy không thể vượt qua cái số 1 phần 2 này. Không thể vượt qua. Cho nên ta nói cái dãy của N này là dãy bì chẵn trên bởi 1 phần 2. Nhưng mà bài toán đặt ra là bì chẵn. Thì bây giờ các em mới thấy thêm một điều nữa là dãy số UN thì tử là số dương, mẫu cũng là số dương, cho nên UN bao giờ cũng dương với mọi N thuộc về sao. Như vậy là chúng ta tìm được cái số chẵn dưới là số 0 các em ơi. Vậy thì kết hợp cả hai cái khả năng xảy ra đồng thời như vậy thì chúng ta kết luận là UN nhỏ hơn 1 phần 2 lớn 0 với mọi N thuộc về sao. Điều này chứng tỏ là dãy số UN này là dãy số bị chẵn. Thì về phần này thì chúng ta sẽ luyện tập thêm nhiều để chúng ta hiểu cách chứng minh dãy số bì chẵn hoặc là bì chẵn trên hoặc là bì chẵn dưới. Vậy ta kết luận nên dãy số UN là dãy số bì chẵn, chúng ta kết thúc chứng minh. Như vậy là bài học hôm nay chúng ta đã học xong cái bài số 1 rồi các em. Hôm sau chúng ta tiếp tục đi sửa bài tập của cái bài số 1 này.
Thì các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi cái bài dạy cho kiến thức liên mạch để chúng ta hiểu bài hơn. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.